thương quê mình xứ Nghệ, miền Trung đất khô cằn, mùa đông trời buốt giá, mùa hạ nắng cháy da, ruộng đồng khô nứt nẻ, mưa đi không kịp về, bao đời dân xứ Nghệ. Giáp danh một lòng thành 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 này này mà mới là kết nối giữa là cơ hội vì Hà Tĩnh. Đấy, giữa Nghệ An Hà Tĩnh mới khánh thành năm nay, mới khánh thành 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 năm nay. Bên kia là Nghi Xuân, ngồi đông quần diễn viên đi. Mà cái khu vực này là âm lịch cũng trước năm 687 đến ngày lên thương này rồi. Còn ghi một người chờ đợi người đi, sao ai không nói điều gì hỡi ai? Cái cầu này là cũng là đây là cửa sông Lam chảy ra biển đấy. Đây quay giật chảy ra biển là cửa sông Lam. Ở phía bên này là cửa biển, còn ở phía bên phải là cửa sông Lam. Sông Lam ra cửa sông Cửa Bắc. Phi công máy bắn máy bay rơi là phi công rơi em đấy này là ta là một người sáng là người chèo thuyền sáng là dùng cái máy chèo đập một cái anh phi công em bị rơi không xuống ra bị bắt được này. Nhảy dù bãi bồi này nhảy đó cái bãi bồi bên kia mà ông lịch lúc nãy nói đúng rồi để chèo thuyền sang là đó là ông khi thầy mày rơi phi công này ông đi chèo thuyền sang để bắt phi công thì khi sáng thì đi tay không. Thì khi thằng phi công đưa súng lên thì ông cầm cái máy chèo không biết mà răng cả thì ông tự nhiên như linh tinh như cầm cái máy chèo đập ngay để súng bay đưa là cuối cùng ông ấy bắt là phi công đó là tình người đó thế là tinh thần đấy giúp cảm đấy. Đây. Thấy máy bay xuống rồi coi như là ông săn bắt phi công và phi công vào đó là có vũ khí nhưng mà ra sao muốn mình đây là còn đó là cái cầu có sáng chú nè hồi xưa là chú như cái cầu có sáng đó chứ nè đó cái cầu có sẵn đó tàu bè tiếp sẵn vào đấy là dừng ở cái cầu này để bơm sẵn vào trong cái kho trong này là cái kho sẵn này mà khi mà 568 Mỹ đánh ra bắt đầu tiên là ném bom hủy cái kho sẵn của ta này thế là chốc được đi được qua cầu bến thủy là nó lại làm cầu không phải là bến thủy. Cầu bên thủy kéo dài lên lần kia đây này cầu bên thủy trên kia này đó vâng cái cầu là nhìn thấy cầu đấy cầu bên thủy đấy là đấy là một di tích lịch sử của cách mạng 30-31
là nghĩa là kìa bến thủy đứng đầu dậy trước là nghĩa là cái cao trào xứ Nghệ đây. Đây đó cao trào Xô Viết nghệ tĩnh đây đây. Cao trào là Phong Lê. Cao trào Xô Viết nghệ tĩnh này. Ông có biết bấm hay là coi như là vậy mà. Đấy, còn ở phía bên này là coi như cầu bến thủy này là sau trước kia là hội ông Lịch đang ở đây là gọi là phá bến thủy nhưng mà sau này làm cầu này. Đấy đoạn tí là đoạn ta lên đứng một hạng tôi chụp cái ảnh này sao vì mà lưu lại đoạn. Đấy. Đây là cái đúng nay ta lại đúng ngày mùng 1 tháng 3 luôn là ngày đầu tuần là đoạn ở Lào Cai cũng đến là thắp hương đền thờ nhà vua Quang Trung ở tại đỉnh núi Quyết. Đây. Nói chung là được quán Hoàng Hoàng Mười phù hộ độ trì vua đó vua vua Quang Trung đó. Đấy là lên chỗ thờ vua Quang Trung đó. Tất cả những người có công của tỉnh Lào Cai hôm nay thật không ngờ là có một vui thế này. Chúng tôi không ngờ. Nhưng mà thay mặt anh em Khương Bình Minh và những người có công của tỉnh Lào Cai được về điều dưỡng ở trung tâm điều dưỡng người có công của tỉnh Nghệ An. Và hôm nay chúng tôi đi ra đây là được gặp. Chúng tôi là rất xa, cách đây là hơn 600 cây từ miền Tây của Tổ quốc, từ nơi vùng sâu vùng xa, từ nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Hôm nay lại được về đây và được tiếp đón nồng hậu, chúng tôi không biết nói gì hơn mà rất quý, rất nhớ những cô gái mông mà uống rượu lại càng đẹp. Cam Hồng đôi má bây giờ đấy này đúng quá, đây không biết nói gì hơn. Đấy có giao lưu, có những cái như thế này mà chính trong đoàn chúng tôi đi, chúng tôi chưa biết hết ngày nhau thì về đến đây mới được ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày hôm nay là người ta trung tâm cho nghỉ đến 12 giờ. Thế tôi đi từ sáng với các anh, thế không ngờ là đến đây tổ chức chú lắm tiếp đón chúng tôi thiên soạn thế này. Thế thay mặt cho đoàn chúng tôi chân thành cảm ơn và xin chúc hợp tác xã phát triển và buôn may bán đất nhiều hơn nữa, gia đình an khang thịnh vượng. Tôi làm thủ nhang đền Bảo Hà, đền cô bé từ ngàn Tân An. Nếu chúng ta có dịp lên miền Tây Tổ quốc về ngôi đền của chúng tôi ở trên đất Lào Cai nhưng mà cũng nổi tiếng, nổi danh cả nước này, đến với đền Bảo Hà, đến đền ông Bảy Bảo Hà. Thế nên là có nhu cầu gì về tâm linh thì cũng từ cái chỗ này
mà anh em biết được nhau. Thế thì điện cho tôi là tôi sẽ giúp được. Ví dụ như là hầu này, cũng như hay là vào cung cấm này, đấy là tôi giúp được mày. Tôi lệnh là mày hơn nhau. Thế hôm quan hệ với Lào Cai, anh em thấy chứng minh Lào Cai tôi giúp được mày. Tôi là chủ tịch hội truyền thống Trường Sơn đường đấy. Tôi đi bộ đội tháng 4 năm 68. Và lúc vào đây tháng 7 năm 68, xuống Cao Vinh này không còn một gạch cây ngọn cỏ nào, không có dân, và không có nhà cửa gì cả. Tôi lên ô tô ra đến cả Bến Thủy, nghĩa là chờ cả xuống xe ô tô. Thì cái con gọi là tôi hồi con biết là con ấy, nhưng mà nó giống con cua, nhưng nó chỉ bé con tay này đấy, nó bò đấy. Tôi phải không này, bây giờ hàng năm tôi cũng vào thăm chiến trường xưa ít nhất là hai lần. Đầu năm đi lễ, đi vào thăm viếng nghĩa trang, lấy tiền mời sẵn sàng viếng nghĩa trang đã bao nhiêu lần. Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn và nghĩa trang quốc gia đồng chí thành cổ thăm này là quay nghĩa trang những thời chiến đấu đồng chí đây là một năm để chúng tôi đi lễ hai lần. Như hôm nay được đến đây, anh tổ chức đón tiếp nồng hậu, tôi xin trân trọng cảm ơn chúc anh và gia đình của bác xã của mình bạn sự như gia đình an khang thịnh vượng tổ an. Cảm ơn các đồng chí, cảm ơn tất cả chị em. Quá chị là tâm tư cái tình cảm thật sâu của anh Chiến, là cũng là người lính mà trước tiên là hồi chiến tranh chống Mỹ từ năm 68 cũng đã đi qua Bến Thủy Tam và qua Thủy Văn Tây. Hôm nay anh đã nói những cái tình cảm quá là như thế là cảm động, cho nên cảm ơn anh. Vậy anh đi nhờ, các bác đi nhờ, quay cho đẹp. Và để tiếp nối chương trình, chúng ta cùng chúc vui năm này. Và tôi tin chắc rằng là những người lính của chúng ta, chắc rằng mỗi người cũng sẽ có những kỷ niệm lúc chia tay với người yêu lên đường làm nhiệm vụ. Bởi thế mà có những người lính đã từng đến tân binh của chúng ta trong thời kỳ chiến tranh rất ác liệt. Bởi vậy tôi xin gửi tới chúng ta với ca khúc Câu Đợi Câu Chờ. Người ơi bên bờ sông ta, anh nhé không hổ lòng để một đời anh ra đi, để ngàn lần anh nhớ mãi. Ngày ấy hôm đó mưa gì năm anh nghe trên một chiếc xe tăng hai ba, năm anh nghe trên một chiếc xe tăng như năm bông hoa nở cùng một thôi, như năm ngón tay trên bờ bàn tay cả năm người như một.
đi bạn phải chạy đấy, và để kỷ niệm cho chuyến đi Sapa của chúng tôi và tất cả các bác đây cũng là ở quê ở trên ấy, vậy tôi xin gửi tới toàn thể chúng ta với ca khúc Sapa nơi gặp gỡ đất trời. Hoa ngập ngừng bên suối nước theo
bay hình như muôn tiếng đàn bâng khuâng đôi lòng nhìn cháu ai đưa biến ca dồn vào em là dòng sông mang anh là núi mưa mù cùng thưởng thức ẩm thực trong hôm nay. Vâng, xin mời anh tiếp tục. Mùa xuân vừa đến, hoa về bên những bàn tay. Hãy
Ông Lịch có nhận ai đây không? Ra ai không thầy? Đây, có nhận ra ai đây không? Vẫn như xưa, cách 3 năm mà vẫn như xưa. Chuyện đi du lịch Sapa Mường Thọ cho nên nhìn như là nhặt ra hết nè. Về cả đến 7 đấy. Dạ. Đến hôm nay các bạn đây. Dạ.